Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với Top Sao Hoa, kênh cập nhật tin tức về các cô sao showbiz. Và ngay bây giờ sẽ là những thông tin mới nhất có trong ngày hôm nay. Thông thường để đánh giá một người đẹp hay không, chúng ta sẽ nhìn vào các chi tiết và hình dáng khuôn mặt. Trong làng giải trí Hoa ngữ có rất nhiều mỹ nhân rõ ràng các nét đều đẹp nhưng lại bị một cái miệng hủy hoại nhan sắc. Thứ nhất, Dương Mịch. Nhìn tổng thể, Dương Mịch có đôi mắt vô cùng thông minh, duyên dáng, cặp lông mày rậm, sống mũi cao rất đẹp. Tuy nhiên miệng của Dương Mịch lại khá lệch, không hợp gu thẩm mỹ của số đông. Khi nhìn chính diện thì xin nét thấy gương mặt Dương Mịch xinh đẹp nhưng ở góc nghiêng, cô nàng bị hóp mặt, miệng và cằm không thẳng hàng. Nếu cười lên, Dương Mịch trông sẽ như bà già, mất hết vẻ xinh đẹp. Đặc biệt thì phần nếu khi cười bị lộ, khuôn miệng hình lưỡi liềm và mặt hơi khoằm. Không biết khuôn miệng bị lỗi này có phải là di chứng do Dương Mịch nhổ răng hay không, bởi trước đây cô nàng không có khiếm khuyết này. Trong nhiều cuộc phỏng vấn, Dương Mịch cho biết cô đã nhổ 4 cái răng và sau đó gương mặt nhỏ lại ngay lập tức. Việc nhổ răng cũng khiến khuôn mặt gầy mỏng đi, mặt lõm xuống. Thứ hai, Ngô Thần Quân. Mỹ nhân Phong Vân chính là một nữ diễn viên có ngoại hình bị khuôn miệng kéo xuống. Khi đóng vai Khổng Tử, Ngô Thần Quân khiến khán giả ám ảnh vì đôi môi dày quá lố. Khi ấy thì kỹ năng diễn xuất của Ngô Thần Quân rất tốt nhưng khán giả lại chỉ chú ý đến ngoại hình của cô. Có người còn bình luận đôi môi của Khổng Tử có cảm giác chiếm nửa khuôn mặt. Nhân vật Khổng Tử vốn là đệ nhất mỹ nhân nên Ngô Thần Quân đã bị nhiều netizen chỉ trích bởi nhan sắc của cô không xứng với cụm từ này. Nói thẳng, chính đôi môi dày đã phá hỏng diện mạo của nữ diễn viên. Các nét khác như mắt, mũi trên gương mặt của cô ấy đều đẹp. Thứ ba, Hồ Hạnh Nhi. Là á hậu Hồng Kông, Hồ Hạnh Nhi ắt hẳn có ngoại hình ổn, nhưng từ khi ra mắt Hồ Hạnh Nhi luôn bị miệt thị ngoại hình. Thực tế chính khuôn miệng đã hại cô nàng. Khi mỹ nhân Tâm Kế được phát sóng, Hồ Hạnh Nhi bị nhiều netizen cho rằng ngoại hình không xứng tầm mỹ nhân. Cô ấy có cặp môi dày, khuôn miệng rộng và lồi nên không bắt mắt. Nếu không nhìn vào khuôn miệng, nửa trên gương mặt của Hồ Hạnh Nhi vẫn rất xinh đẹp. Cô có đôi mắt to tròn, hai mí rõ ràng và hàng lông mày đậm chất Á Đông. Thứ tư, Diêu Thần. Diêu Thần nổi tiếng trong showbiz vì có miệng rộng và trễ. Khuyết điểm này từng khiến nữ diễn viên khổ sở vì bị chế giễu rất nhiều. Trên thực tế thì Diêu Thần khi không cười sẽ rất xinh đẹp, lúc cười lên cô sẽ khiến nhiều người giật mình vì khuôn miệng không được tinh tế. Nếu bỏ qua khuôn miệng, bạn sẽ thấy Diêu Thần thực sự xinh đẹp, cô ấy có khuôn mặt trái xoan nhỏ, đôi mắt to, tinh anh, các chi tiết trên mặt nằm cách nhau hài hòa. Thứ năm, Viên San San. Khán giả nhiều lần bày tỏ sự khó chịu với đôi môi tèo của Viên San San. Thậm chí ngay cả trong những phim cô đóng chính thì nhan sắc cũng bị dìm so với nữ phụ chỉ vì bờ môi này. Trên thực tế thì Viên San San có đôi mắt sáng, dáng mũi đẹp, sống mũi cao thẳng, cằm phi lai rất thanh tú, hài hòa. Chỉ duy cặp môi tèo là bị khán giả phàn nàn. Về sau, Viên San San tiếp thu ý kiến khán giả nên đôi môi đã được cải thiện nhờ vào trang điểm. Thứ 6. Dĩnh Nhi. Dĩnh Nhi cũng là sao nữ gặp nhiều ý kiến trái chiều vì có đôi môi cong hếch lên, khuôn mặt cô nàng cộng thêm đôi mắt to khá đẹp, chỉ có khuyết điểm duy nhất là bờ môi. Khi tham gia Hậu Cung Trần Hoàn Truyện, khuôn mặt Dĩnh Nhi lúc ấy bầu bĩnh, khuôn miệng cong lên ảnh hưởng thẩm mỹ rất nhiều. Đến khi tham gia Thiên Sơn Mộ Tuyết, khuôn miệng của Dĩnh Nhi cũng đơ cứng gượng gạo. Càng ngày đôi môi ấy càng cong lên một cách khó hiểu. Trong một chương trình, Dĩnh Nhi cho biết hồi nhỏ do nghịch ngợm, cô bị xe máy va vào khiến môi sưng tấy và để lại di chứng như hiện tại. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Top Sao Hoa. Để không bỏ lỡ những tin tức mới và hot nhất thì đừng quên ấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất và nhanh nhất có trong ngày bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!